Hôm qua 4 tháng 7 tại thành phố Bến Tre, tổ chức Oxfam đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu bằng phương pháp giáo dục hành động trong khuôn khổ của hai dự án xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển Việt Nam và xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với rủi ro và thảm họa biến đổi khí hậu. Các dự án được triển khai thực hiện tại 35 xã của 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh. Đây là 3 tỉnh ven biển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long dễ bị tổn thương và chịu nhiều thiệt hại nặng khi có thiên tai xảy ra. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, dự án đã thu hút hơn 6.420 hộ tham gia, trong đó có hơn 40.900 cải tiến đăng ký về giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, hành động thích ứng bảo vệ môi trường bằng các việc làm cụ thể như chằng chống nhà cửa, vệ sinh môi trường xung quanh nhà, xây dựng hố rác gia đình, trang bị tủ thuốc dụng cụ y tế. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát của Ban Quản lý dự án, hiện còn khoảng 70% hộ dân tham gia dự án chưa biết cách phòng chống thiên tai và chưa nhận biết được tác động của biến đổi khí hậu. Trong thời gian sắp tới thì dự án vẫn còn tiếp tục một khoảng thời gian nữa và chúng tôi sẽ củng cố lại, nâng cao năng lực của toàn bộ cái hệ thống truyền thông của chúng tôi, từ giảng viên nguồn cho đến là nhóm tuyên truyền viên và hệ thống giám sát cũng như tất cả các công cụ. Từ đó chúng tôi sẽ tạo là hội đối tác, tức là hội phụ nữ sẽ có đủ năng lực để có thể mở rộng thêm ở các vùng khác của tỉnh, và chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu truyền thông, các công cụ truyền thông để cho khi mà dự án kết thúc thì hội phụ nữ vẫn bước đầu vẫn có điều kiện về năng lực và về công cụ để họ có thể tiếp tục cái chương trình truyền thông này ở các xã khác. Thông điệp chung của hội thảo lần này cũng nhằm kêu gọi mọi tầng lớp cần phải có ứng xử phù hợp với môi trường để giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bắt đầu từ những hành động thiết thực đơn giản và cụ thể nhằm giảm mức độ phát thải khí nhà kính, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chú trọng đến những biện pháp thiết thực và cung cấp kiến thức phòng chống thiên tai đầy đủ hơn, góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội.